Hello cả nhà. Ngày hôm nay Châu đang ở Las Vegas cùng với gia đình để đưa con của Châu, đó là bé Bella, đi tournament volleyball cho SCVA. Ngày hôm nay tại Convention Center của Mandalay Bay thì có thousand of kids and cha mẹ đưa con từ khắp mọi nơi đến đây, ngay cả Canada nữa thưa quý vị, để đến đây để các bé đi đi thi volleyball với nhau. Đây là từ lứa tuổi từ 13 đến 18 tuổi. Và nếu quý vị các con mà đi chơi volleyball hay là basketball đó trong mấy cái club sport đó, thì quý vị biết là các cháu không có thích đi chơi tuần là tuần spring break nè. Đáng lẽ là tụi cháu là đi chơi xa đó, nhưng mà con của cháu giống như các em khác đó, chỉ có thích là đi tournament thôi. Cho nên nhà cháu lại đi tour để mà về Vegas để cho con nó đi tournament. Mà trong thời gian này thì rất là nhiều quý vị đã liên lạc với cháu. Sau cái clip vừa rồi cháu nói về cái quỹ hưu trí với thu nhập trọn đời mà có bonus 45% đó, nhiều quý vị đã thách cho cháu và email cho cháu, hỏi cháu là có những cái term và condition gì không, để cháu giải thích thêm đó. Thì thưa quý vị, là trước khi mà cháu dẫn con đi thi thì cháu muốn làm một cái clip này để giải thích cho quý vị. Cái này gọi là index annuity nha quý vị nha. Nếu mà quý vị nghĩ về cái retirement của mình đó, thì quý vị chắc có lẽ là quý vị đã làm rất là nhiều research về những cái chương trình này rồi. Thì đây gọi là index annuity, tiếng Việt Nam mình gọi là quỹ hưu trí. Nhưng mà cái index annuity này có một cái benefit, đó là cái thu nhập trọn đời with lifetime income. Cho nên mình sẽ nói một lần nữa về index annuity with lifetime income, hay là tiếng Việt gọi là quỹ hưu trí với thu nhập trọn đời. Thì thưa quý vị, thì tụi cháu làm về cái ngành tài chánh này rất là lâu, và tụi cháu đại diện cho trên 50 công ty. Tài chánh của họ thuộc về loại là A rank đó, A plus thưa quý vị. Họ đã có đây là trên cả trăm năm rồi thưa quý vị. Cho nên đây là một chương trình rất là tốt, và hiện tại bây giờ họ đang có cái bonus là 45%. Lần này thì cháu không biết là khi nào họ lại trở ngược về cái 20 25%, mà hiện tại là 45% thưa quý vị. Thì tại sao cháu lại chọn cái này? Lý do thứ nhất là safe, rất là an toàn. Tại thưa quý vị, là quý vị nếu mà quý vị đầu tư những chương trình khác á, về mutual fund á, thì thị trường lên thì tiền mình nó sẽ lên, mà thị trường xuống thì tiền mình sẽ mất. Nhưng với đây là index thưa quý vị, thì khi mà thị trường lên tiền mình lên theo thị trường, nhưng mà nếu thị trường xuống, thị trường loss á, thì năm đó mình không có lời thôi, mình có zero tiền lời, nhưng mà mình không mất tiền. Quý vị nên nhớ nha, mình không mất tiền. Cho nên là về cái quỹ hưu trí này rất là safe. Thứ hai, nó growth, tại vì họ based on the past 10 years nha, thì so far là nó grow từ 4 đến 8% thưa quý vị. Tại vì có năm nó lên đến 20 mấy%, có năm á, thị trường rớt thì mình được 0%, thì có năm lên 10 mấy, có năm lên 20 mấy, có năm 0%, có năm 5%, có năm 1%, thì họ họ average lại, họ trung bình lại, họ bình quân lại, thì mỗi năm mình có cái interest tiền lời là từ 4 đến 8%. Cái thứ ba đó là cái bonus hiện tại bây giờ là 45%. Như là quý vị, ví dụ như là quý vị để vào đây là 300 ngàn chẳng hạn, thì quý vị sẽ có ngay lập tức là trong cái bonus của quý vị nó sẽ có là 135 ngàn. Thì quý vị thấy không, từ 300 ngàn quý vị đầu tư vô đây thì quý vị đã có cái bonus 135 ngàn cho cái pension của mình. Là tổng cộng quý vị có ở trong cái pension của mình là 435 ngàn start up with. Ok. Cái thứ tư đó là cái chương trình này là không có một lệ phí nào cả. Ví dụ như quý vị để vào trong tiền quý vị ở trong 401k chẳng hạn, thì quý vị có những cái lệ phí A, lệ phí B, lệ phí C. Nhưng mà trong chương trình này no fee, no fee at all. Và đây là cái big benefit ở đây, đó là cái thu nhập trọn đời. Thì giống như cái clip lần trước Châu có giải thích cho quý vị cái thu nhập trọn đời như thế nào. Quý vị để vào đây một số tiền, và 10 năm sau hoặc là retirement, quý vị sẽ có cái thu nhập, và mỗi năm thu nhập của quý vị đều tăng lên. Quý vị hỏi Châu rằng ai có thể qualify, bất cứ quý vị nào có thể có được. Nhưng mà Châu thường thường làm cho quý vị, có những quý vị có cái 401k đó, thì quý vị đến cái tuổi retire quý vị không có muốn risk, không muốn risk cái số tiền của quý vị trong 401k nữa, để quý vị có một cái retirement chắc ăn hơn á, thì quý vị chuyển qua đây. Chuyển qua đây thì quý vị có bị phạt không? Quý vị chuyển từ một cái IRA qua một cái IRA khác, tức là từ cái một annuity qua một cái annuity khác, thì quý vị sẽ không bị phạt hay bị đóng thuế gì cả nha.
Cho lặp lại là quý vị có thể roll over từ cái 401k của quý vị. Nếu như quý vị đã từng roll over cái 401k của quý vị qua một cái chương trình IRA khác, thì quý vị có thể chuyển qua with no problem nếu mà quý vị đã từng chuyển qua rồi, cho dù quý vị là dưới 59 tuổi rưỡi. Hoặc là quý vị chuyển job từ job A qua job B, thì quý vị có thể roll over cái 401k của quý vị anytime. Hoặc là quý vị, có những quý vị gặp Châu, quý vị nói là bây giờ tôi có tiền ở trong nhà băng, thì quý vị có thể mà không dùng tới mà để trong saving, thì saving cái tiền interest rate nó quá thấp đi. Cho dù 10 năm sau cái tiền của mình nó vẫn y chang như vậy mà không có đánh lại được với lạm phát nữa. Cho nên là quý vị muốn chuyển qua đây, thì thưa quý vị, đây là một chương trình thích hợp cho quý vị để mà quý vị chuyển qua. Quý vị có bất cứ câu hỏi gì, please gọi thẳng cho Châu 949-866-8866 để chúng ta cùng research thêm về chương trình này nha. Và tại sao Châu thích chương trình này? Quý vị đã hiểu rồi đó. Đây là một chương trình Châu tâm đắc nhất. Vừa safe nè, vừa có tiền lời mà không bị mất tiền nếu mà kinh tế xuống ha. Bonus 45% cho quý vị. Và chương trình này có lifetime income tăng mỗi năm nữa thưa quý vị. Có câu hỏi gì gọi cho Châu 949-866-8866. Thì để có một cuộc sống an nhàn khi về già, thì chúng ta cần phải hoạch định ngay, cần phải planning financial cho mình ngay, hoạch định cái tài chính của mình ngay, thì đừng chần chờ nữa. Quý vị có thể gọi cho Châu số 949-866-8866. Châu rất là vui và excited để mà cùng với quý vị chúng ta cùng tìm hiểu và giúp cho quý vị những gì Châu có thể làm được. Bonus 45%, và không biết khi nào thì cái bonus này lại trở về lại 20% nữa. Quý vị gọi cho Châu ngay nha, 949-866-8866. Chúc quý vị một ngày thật là bình an. Đến khi tôi phải ra đi, ôi muộn làm sao nói.